Xin chào các bạn. Mấy ngày hôm nay hái ngó dâu còn để trong cái son cái nồi này các bạn ngâm nước. Tuy là cái lá nó không còn tươi nữa nhưng mà cái gốc của nó ra rễ nhiều hơn các bạn khi ngâm nước. Thì bây giờ mình trồng xuống vẫn sống tốt nha. Tại vì mấy ngày hôm nay mình bận nhiều việc quá cho nên không có trồng cái dâu này. Nhưng mà mình vẫn thăm chừng, mình cứ trộn lên trộn xuống để cho cái nước của nó thấm, để cho nó ra rễ nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ trồng những cái ngó dâu này xuống đó. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà cái rễ nó lại hai ngày qua nó lại dài thêm đó các bạn. Đó, nguyên cái dây nó dài vậy, mình trồng xuống luôn nha, khỏi phải cắt. Không biết các bạn có thấy rõ không? Mình thu gần lại tí ha. Vậy thấy rõ chưa ta? Ok, chắc thấy á. Để mình tới mình xem coi rõ chưa. Rõ chưa các bạn? Mới thu gần lại chút xíu. Thì bây giờ những cái gốc dâu này, nguyên ngó dài này nè. Đó, các bạn để nguyên cái dây dài này trồng luôn nha, khỏi phải mất công cắt. Những cái này nè, nó sẽ ra rễ đó. Rồi, trồng xuống. Gian chút những cái ngó dâu dài dài mà không có rễ đó, lắp xuống luôn. Đó. Mình làm như vậy nguyên một cái thùng dây ngó dâu á. Chằng qua chằng lại. Dâu của mình nó mạnh lắm các bạn. Đó, lắp xuống hết nha. Bên đây nữa. Rồi, cái rễ thì mình cho xuống trước. Rồi mấy cái ngó phụ này nè, mình sẽ lắp xuống sau. Mình trồng xong rồi chút xíu nữa mình sẽ tưới nước nha các bạn. Đó, mới ra biển vui quá chừng, dẫn mấy đứa nhỏ đi, dẫn theo hai con thỏ và hai con chuột lang, dẫn ra biển luôn. Đó. Rồi mới đi biển về là lo tranh thủ trồng mấy cái dâu này chứ để lâu quá thì không tốt. Trồng nhanh thì ra trái nhanh. Bỏ mất 3 ngày rồi ha, cũng ha. Đó. Mà mình rất là tin tưởng những ngó dâu này. Mình để càng lâu ở trong nước ẩm thì nó càng ra rễ dài nè các bạn. Nó ra rễ thêm nữa. Đó, không sao hết. Đợt vừa rồi mùa đông mà tuyết rơi mà nó chỉ còn dính trên một cái thân khô như thế này thôi mà nó vẫn sống đó các bạn. Tuyết rơi mấy tháng trời mới dính vậy thôi mà nó sống. Chứ đừng có nói là ở dưới gốc. Ở dưới gốc thì nó sống là đúng rồi, dưới gốc mà có đất là sống đúng rồi. Còn cái này nó chỉ dính trên cành khô thôi mà cũng sống nữa. Cái ngó này nè. Cho nên mình trồng chậm chậm chút xíu mình cũng không sợ hư. Còn không biết bên Việt Nam thì nắng nóng, cái độ ẩm của bên Việt Nam á, khí hậu nó cao thì dâu chắc nó sẽ khó sống hơn ở Mỹ ha. Ở Mỹ thì nó khí hậu nó khô mà nó lạnh á. Rồi, mình lắp xuống. Ao 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 ao. Ở đây là cái dốc các bạn, mình ngồi nó hơi bị tụt dốc cho nên ngã ghế nè. Mình ngồi lên ghế thì được không? Ngồi lên ghế thì cao quá. Thôi, mình phải quỳ gối thôi. Rồi, cứ tiếp tục trồng. Cái này chắc phải thêm 4 cái thùng bự như vậy nữa mới trồng hết số lượng dâu này nè các bạn. Quá chừng nữa ha. Đó, phải 4 thùng mới trồng hết á. Thùng dâu này giờ mình chăm bón cho tới tháng 11 thử có ra hoa không. Không ra thì thôi. Sang năm ra. Đó, bây giờ cứ tiếp tục trồng như vậy thôi các bạn. Căng cái dây này ra. Rồi, lắp vô, lắp dây này lại hết. Đó, tưới nước lên là mấy cái cây này nó nhanh lắm, nó vươn lên nhanh lắm các bạn. Mình chằng qua chằng lại luôn.
trồng theo kiểu giống như mình là dâu lên rất là mạnh nha các bạn, không có sợ dâu bị héo, bị khô, bị thối gốc đâu. Đó, đi trồng đi, sẽ có ngày có trái ăn. Rồi mình cứ tiếp tục mình trồng hết thì thôi nha. Đó, cứ trồng cho hết thôi. Mấy cái ngó phụ này cũng lắp xuống đất luôn. Tất cả đều như vậy hết. Tương tự các bạn làm tương tự ha. Đó, mình là mình thích trồng dâu là trồng các bạn nói là trồng xa xa mỗi bụi một tí thì dâu của mình nó sẽ phát triển trái bự, nhưng mà mình thích trồng chen chút như vậy nè. Đó, dâu của mình nó ra xum xê mình thích lắm. Xúc đất hả? Rồi vậy chắc được rồi đó ha, kiếm thêm mấy thùng nữa. Cái đất này cũng mềm, đất này là đất mà đất thường nha các bạn, không phải đất thóp soi, đất thường ở trong vườn. Nhưng mà mình đã ủ thức ăn vô trong này rồi. Mình lấy cơm thừa rồi rau quả dư thừa. Mình đã ủ hết rồi, mấy tháng rồi đó. Mình ủ chắc 2-3 tháng rồi, bây giờ mình trồng xuống thôi. Chứ mình để mới ra đây là mấy con chuột, mấy con tròn mới tới nó đào. Mấy con chuột con tròn nó phá lắm. Không có cái gì mà dễ bằng trồng dâu ở xứ Mỹ nha các bạn. Mình chỉ tính xứ Mỹ thôi, chứ ở các nước khác như Việt Nam thì trồng hơi khó tại vì nó nóng. Đó, lắp mấy cái ngó xuống. Rồi, đã làm như vậy là xong rồi đó các bạn. Cho thêm một ngó ở đây nữa. Ok, còn nhiều quá à các bạn ơi. Còn nhiều lắm các bạn ơi, trồng không có hết được. Đó, vậy thôi á, trồng như vậy là đủ rồi. Cũng vậy là nhiều rồi đó các bạn. Đây còn nữa nè, nó muốn lên trồng nữa thì mình trồng luôn đi. Rồi, cái này nó nhiều dây chằng quá, mình cắt bớt ra. Rồi, đã xong. Thì mình sẽ tưới nước cho cái thùng dâu này nha. Khoảng mấy ngày nữa, khoảng 2-3 tuần nữa mình sẽ quay lại cái thùng dâu này cho các bạn xem. Nó rất là đẹp, 2-3 tuần nữa là đẹp rồi đó. Chèn thêm đi. Trồng xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tưới sơ nước đi nha. Đó, còn nguyên thùng bự bên này nữa nè. 3 ngày trời rồi mà dâu trồng vẫn còn tốt ha. Nếu mà mình cắt ra mình không ngâm nước là thôi bỏ luôn đó các bạn. Do là mình cứ ngâm nước rồi mỗi ngày mình ra mình tưới cho miếng nước nữa, mình trộn lên trộn xuống thì dâu của mình nó sẽ không có bị hư nha. Rồi, khoảng 3 tuần cho đến 1 tháng nữa mình sẽ quay lại cái thùng bự này cho các bạn xem dâu của mình phát triển như thế nào nha. Mấy cái này chắc chút nữa mình cắm thêm vài nhánh vô trong này nữa nè cho nó chặt cứng cái thùng này luôn. Rồi đó ha. Hôm nay ra chợ mua mấy cái thùng nhựa như thế này về để trồng trái dâu nè các bạn. Đó, rất là nhiều thùng nha. Thùng như thế này thì khoảng nhỏ nhỏ như thế này thì khoảng 4 đô rưỡi một cái nè, 4 đô 33 cent. Đó là hơn 80 ngàn đó. Nhỏ thôi. Thùng này bao nhiêu lít ha? Thùng này trồng dâu. Ở nhà thì mình trồng dâu mấy cái thùng như thế này nè.
mua giống về trồng ha. Cái này thì khoảng 5 đô 24 sen. Đó, hôm nay chắc mình mua 5 cái ha. Mua 5 cái thùng này về để trồng. Không ai lấy giùm mình, mình lấy được 2 cái rồi, 2 cái thì mình lấy thêm. À, cái nhựa của nó dẻo, mấy thùng này nhựa của nó dẻo các bạn, trồng nó sẽ bền. Còn mấy cái thùng này đừng có nên trồng nè, nhựa nó cứng đó, mình trồng cái nó bể liền à. Thùng nhựa cứng này thì mắc tiền hơn. 9 đô 99 sen một cái nhựa trong này. Mua mấy cái thùng ha. Rồi. Để mình xem coi. Ngon rồi, lấy ra đi. Được rồi. Bỏ lên đây nè. Coi chừng nóng. Đụng vô cái con nóng. Ai biết, 17 phút. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.